4 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh để điều tra tội nhận hối lộ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, quyết định khởi tố ông Nguyễn Nhân Chiến là động thái trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Nhân Chiến sinh năm 1960 tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Nhân Chiến xuất phát từ cán bộ đoàn, sau đó làm bí thư tỉnh đoàn, rồi trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh. Đến năm 2011, ông làm chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Đến tháng 2 năm 2015, ông Chiến được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 2 tháng 12 năm 2021, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ. Trong thời gian đương chức, ông Nguyễn Nhân Chiến vướng phải nhiều lùm xùm khi bổ nhiệm nhiều người thân họ hàng làm lãnh đạo ở các địa phương thuộc mình quản lý. Trước đó cũng liên quan đến vụ án xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hạnh Trung, phó chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Nhường, nguyên phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC bị Bộ Công an khởi tố tội đưa hối lộ. Liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty AIC và các đơn vị liên quan, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, ngày 19 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Tử Quỳnh bị tạm giam về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng tội danh trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố tạm giam ông Nguyễn Hạnh Trung, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Tử Quỳnh sinh năm 1959, quê ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo ở sở ngành ở Bắc Ninh như Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tháng 10 năm 2019, ông nghỉ hưu sau 4 năm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Hồi tháng 6 năm 2014, ông Quỳnh từng bị chủ doanh nghiệp khai thác cát khủng bố bởi hắn ta cho rằng ông có sự thiên vị khi cấp phép nạo vét sông Cầu. Ông Quỳnh sau đó liên tiếp nhận được 10 tin nhắn với nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần. Ngoài ra, ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vốn là chủ tịch công ty AIC, cũng bị Bộ Công an khởi tố tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 trong vụ án thứ 5. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, các quyết định nêu trên là động thái trong quá trình Bộ Công an C03 mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý dự án Công ty xây dựng y tế, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Đến ngày 19 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với vụ án nêu trên. Trước đó, ngày 9 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự. Ông Lã Tuấn Hưng bị khởi tố để điều tra sai phạm liên quan công ty AIC và Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đã xác minh các vi phạm về đấu thầu liên quan đến công ty AIC và Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan. Đến nay, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan đến vụ án này, ngày 21 tháng 9 năm 2023, cơ quan điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Tuyên, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế. Bên cạnh đó, còn có Nguyễn Viết Toản, nguyên nhân viên công ty AIC,
Nguyễn Đặng Linh, nguyên nhân viên công ty AIC, Đặng Xuân Minh, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value, Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc công ty AIC. Các bị can này đã bị khởi tố cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh Đặng Trần Trung chơi gôn trong giờ hành chính, phải chịu mức kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ. Những cán bộ liên quan cũng bị kỷ luật. Chiều ngày 13 tháng 1, tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin chính thức về việc kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và thuộc cấp chơi gôn trong giờ hành chính. Cụ thể, ngày 12 tháng 1, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định với sự tham dự của đại diện một số cơ quan đảng trung ương theo dõi đảng bộ tỉnh. Sau khi xem xét đề nghị của đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quyết định số 878/QĐ-TU, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy khuyết điểm và vi phạm của các ông Đặng Trần Trung, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Phong, Đặng Công Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, Đặng Công Toàn, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn, đã chơi gôn trong giờ hành chính, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật khiển trách và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với ông Đặng Trần Trung và thực hiện quy trình cho thôi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh cũng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đặng Công Hưởng, Đặng Công Toàn, yêu cầu ông Nguyễn Anh Tuấn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, trách nhiệm nêu gương và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trước đó, theo phản ánh ngày 20 tháng 10 năm 2023 là ngày làm việc trong tuần, nhưng ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh đã chơi gôn cùng 3 người khác tại sân gôn Vân Trì, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cho tới ngày 25 tháng 10, ông Trung tiếp tục cùng Phó Giám đốc Đặng Công Hưởng xuất hiện tại sân gôn FLC Hạ Long, Quảng Ninh để giao lưu với một số người chơi gôn chuyên nghiệp. Sự việc diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tại sân gôn Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Ông Trung và ông Hưởng đã đánh gôn nhiều giờ cùng ông Đặng Công Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, một số cán bộ thuộc sở này và Bí thư Huyện ủy Yên Phong Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn. Chơi gôn đến khoảng 17 giờ, cả nhóm đi ăn tiệc, nghỉ ngơi tại một khách sạn thuộc khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Như báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, ngày 23 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có thông cáo báo chí về nội dung báo chí phản ánh một số cán bộ công chức chơi gôn trong giờ hành chính. Thông cáo báo chí cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời nắm bắt thông tin và yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ, công chức liên quan báo cáo giải trình cụ thể sự việc báo chí nêu. Theo đó, ngày 22 tháng 11, một số báo đã đăng tải bài viết với nội dung một số cán bộ công chức của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Ninh đã đi chơi gôn trong giờ hành chính, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan xác minh và làm rõ để xử lý nghiêm nếu có sai phạm.